Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Mẫu dùng tiền để nối kéo Ivan Toni, khả năng Ten Hag bị sa thải tăng vọt sau tứ kết cúp C1 mà U định đoạt trong 7 ngày. Romano bi quan về tương lai của Varane và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Mẫu dùng tiền để nối kéo Ivan Toni. Theo The săn Ivan Toni hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn Bruno Fernandes nếu gia nhập Manchester United vào mùa hè này. Ivan Toni được cho sẽ rời Brentford để gia nhập Arsenal, một trong những câu lạc bộ đang quan tâm đến tiền đạo này. Tuy nhiên, Man United đã nổi lên như một lựa chọn tiềm năng khi đưa ra mức lương dự kiến của Ivan Toni lên tới 250.000 bảng trên mỗi tuần, thậm chí cao hơn 10.000 bảng so với đội trưởng Bruno Fernandes. Khả năng Ten Hag bị sa thải tăng vọt sau tứ kết cúp C1 mà u định đoạt trong 7 ngày thất bại của Man City và Arsenal ở tứ kết giáng một đòn nặng nề và tham vọng giành tấm vé thứ năm dự C1 mùa tới của giải Ngoại hạng Anh. Đây cho rằng nó thông tin không vui với các đội bóng đang đua top 4 như Tottenham, Aston Villa, MU, Newcastle hay Chelsea. Với MU, cơ hội để tham dự đấu trường số 1 châu Âu mùa tới càng khó khăn sau 3 hai trận MU chỉ có 50 điểm. Trong khi đó, Aston Villa có tới 63 điểm sau 33 trận. Tottenham giành được 60 điểm sau 32 trận. Trước kể Quỷ đỏ hiện đang có hiệu số rất tệ, hiện đang là âm 1. Lúc này Newcastle đã vượt qua đoàn quân của Erik ten Hag cũng có 50 điểm nhưng hiệu số tốt hơn. Chưa hết, ngay cả Chelsea cũng có khả năng vượt qua MU nếu đã đủ số trận. Do đó, đừng nói về tấm vé tham dự C1 mà thậm chí Euromanic hay Conference đội chủ sân Old Trafford cũng chưa chắc giành được. Theo ghi nhận của Manchester Evening News, những thất bại của Man City và Arsenal giáng một đòn nặng nề vào tham vọng giữ ghế của Erik ten Hag. Nguồn tin kể trên cho hay đã ghi nhận khả năng nhà cầm quân người Hà Lan bị sa thải tăng vọt. Lúc này, Erik ten Hag có nguy cơ bay ghế cao nhất giải Ngoại hạng Anh với tỷ lệ 4,5/1. Tiếp đó, Vincent Kompany 6/1, Chit Wender 6,5/1. Cindy 10 trên 1, David Moy và Eddie Howe cùng 14 trên 1. Theo kỳ giả Gail Smith trên Manchester Evening News, tương lai của Eric Ten Hag có thể được định đoạt chỉ sau 7 ngày tới. Vào lúc 21 giờ 30 ngày 21 tháng 4, MU sẽ đối đầu với đội bóng hạng nhất con và G City ở bán kết FA Cup. Rồi đến 2 giờ ngày 25 tháng 4, quỷ đỏ sẽ tiếp Sheffield United trên sân nhà. Bất cứ thất bại nào đều có thể ném đội bóng của Eric Ten Hag vào một cuộc khủng hoảng. Theo đánh giá, giành được FA Cup là cách duy nhất để MU cứu vãn được tình thế sau một mùa giải đáng quên. Đó cũng có thể là cách duy nhất để Ten Hag nuôi hy vọng giữ được công việc của mình. Tuy thế, ở một thực tế, MU hầu như không còn cơ hội giữ xếp một mùa tới với tình cảnh hiện tại thật khó để tin rằng Erik Ten Hag sẽ tiếp tục công việc tại MU ở mùa giải năm sau. Romano bi quan về tương lai của Varane. Raphael Varane từng là trụ cột của Man United nhưng ở mùa giải này, anh thường xuyên phải băng mặt khi phải vật lộn với những chấn thương. Hợp đồng hiện tại của anh sẽ đáo hạn vào cuối tháng 6 và nhiều khả năng quỷ đỏ sẽ không kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng. Phát biểu trên Here We Go Podcast, Romano bình luận về trường hợp này như sau. Điều tôi được biết là Manchester United chưa đưa ra một thỏa thuận mới nào dành cho Varane. Hãy xem liệu họ có thay đổi quyết định trong những tuần tới của mùa giải hay không. Nếu không, Varane sẽ ra đi dưới dạng cầu thủ tự do vào mùa hè. Trong mùa hè này, không chỉ có Varane mà nhiều cầu thủ khác cũng có thể rời đi trong cuộc cách mạng của Ratcliffe. Ngoài Varane, thì Donny Van Der Beek, Harry Maguire hay Aaron wan có thể chia tay Old Trafford. Ở chiều ngược lại, trung vệ Rada Bronwet của Everton được cho là một trong những mục tiêu hàng đầu của Quỷ đỏ trong bối cảnh anh đang tiến bộ vượt bậc cùng với Everton. Cú nửa thời gian qua đã xuất hiện một vài đồn đoán cho rằng Manchester United đang cân nhắc việc chi 175 triệu euro để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Rafael Neal. Tiền vệ thuộc biên chế của AC đang gây ấn tượng bởi tốc độ cùng khả năng dây dắt bóng tốt. Anh có thể trở thành phương án giúp ổn định hành lang cánh của Quỷ đỏ trong bối cảnh những bản hợp đồng đắt giá như Anthony hay Jadon Sancho không đáp ứng được kỳ vọng. Tuy nhiên, theo nguồn tin từ nhà báo Fabrizio Romano, tính tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ đội bóng nào muốn ngỏ ý chi ra khoản phí khổng lồ nói trên để đưa Neao ra khỏi San Siro. Chia sẻ trên cao học sai, ông khẳng định không có thông tin liên quan đến việc Neao sẽ chuyển đến chơi cho một câu lạc bộ khác và cũng không có câu lạc bộ nào sẵn sàng chi 175 triệu euro cho điều khoản giải phóng của cậu ấy. Vì vậy, thực sự không có cơ sở nào cho những tin đồn này. Rõ ràng con số 175 triệu euro mang đến thách thức lớn cho bất kỳ đội bóng nào bởi với những quy định gắt gao từ luật công bằng tài chính họ cũng cần thực hiện tốt quá trình thanh lọc đội hình nhằm cân bằng ngân sách trước khi nghĩ đến việc chi ra khoản phí khổng lồ nói trên bách khâm để ngỏ khả năng sở hữu mu trong một cuộc phỏng vấn mới đây bách khâm cho biết không loại trừ khả năng sẽ mua lại mu trong tương lai ông nói tôi có rất nhiều việc phải làm ở đây và lúc này và sự tập trung của tôi hoàn toàn ở miami cũng như việc kinh doanh khoác của tôi tuy vậy việc tiếp quản mu luôn là tất cả đối với tôi không thể biết điều gì sẽ xảy ra trong tương lai cả Kể cả nếu tôi không làm được điều này thì tôi vẫn sẽ mãi là một người hâm mộ trung thành của MU. Tôi sẽ làm những gì mà tất cả những người hâm mộ khác đang làm là bật tivi lên và xem đội bóng yêu thích của mình thi đấu. Ten Hag mới ra một biến động mới tại MU. Theo tờ Manchester Evening News đưa tin, có sự nghi ngờ nghiêm trọng về vai trò của Erik Ten Hag tại Old Trafford sau một mùa giải kém cỏi. Sir Jim Ratcliffe đã tham gia và bắt đầu thực hiện những thay đổi về nhân sự, điều đó làm cho tương lai của Ten Hag bị nghi ngờ. Ten Hag vốn không nhận được sự ủng hộ nào từ các giám đốc mới của tập đoàn Ineo, những người đã thuê một giám đốc điều hành và nhắm đến một giám đốc thể thao với Dan Atwood đến từ Newcastle là mục tiêu hàng đầu. Do đó, bảy cầu thủ ở đội 1 có những người sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa giải, đang chờ đợi để cân nhắc những động thái tiếp theo vì họ tin rằng sự xuất hiện, vì họ tin rằng sẽ xuất hiện sự thay đổi ở vị trí huấn luyện viên trưởng. Nhiều thành viên khác trong đội đều nhận thức được sự biến động dự kiến dưới thời Sir Jim Hiện tại, Manchester United có vẻ như đã bỏ lỡ cơ hội tham dự C1 và FA Cup trở thành niềm hy vọng duy nhất để giành được cúp bạc. Tại thời điểm này, Quỷ Đỏ có ít hơn 4 điểm so với giai đoạn dưới thời David Moy trong mùa giải 2013-2014, mùa giải tồi tệ nhất của câu lạc bộ trong kỷ nguyên ngoại hạng Anh, Anh. Đỗ hổng nơi hàng tiền vệ của MU, Man United đang chứng lại, Quỷ Đỏ chưa cho thấy sự tiến bộ nào ở năm thứ hai của Erik ten Hag. Cuối tuần qua, Man United đã trải qua trận hòa kịch tính 2-2 với Bournemouth. Sau 32 trận đấu mùa này, đội chủ sân Old Trafford đang đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng. Theo cựu cầu thủ Mika Richard, cấu trúc hàng tiền vệ của MU có nhiều bất ổn. Phân tích về trận đấu giữa MU và Bournemouth, Mika Richard cho hay các cầu thủ nơi hàng tiền vệ không phối hợp tốt với nhau. Kobe Maino là một cầu thủ giỏi, cậu ấy có thể thi đấu tốt ở vai trò số 6 lẫn số 8. Maino có thể xâm nhập vòng cấm địa của đối thủ nhờ thời điểm Maino có thể đảm trách nhiệm vụ như Bruno Fernandes. Casemiro không thể thống trị khu trung tuyến như trước đây, cậu ấy cần hỗ trợ. Bruno Fernandes và Maino dâng cao pressing để lại khoảng trống mênh mông cho Casemiro. Việc Casemiro quá tải dẫn đến hệ nội Camana thường xuyên đối mặt với các tình huống tấn công từ đối thủ. Tôi cảm thấy hơi tiếc cho Camana. Camada được Erik ten Hag cho cơ hội trong bối cảnh Man United đang gặp cơn khủng hoảng về nhân sự hàng thủ, trung vệ 19 tuổi sẽ phải vượt qua áp lực để chứng minh giá trị của mình. Sự thật về những gì ten Hag đã làm cho Garacho và Mano mùa này ngoài mục tiêu top 4, Man United vẫn còn đó trận bán kết trước mắt với con vật chi để mong cầu một danh hiệu ít ỏi kết thúc mùa giải đáng quên. Tuy nhiên, ngay cả khi như vậy, thầy trò Erik ten Hag vẫn hoàn toàn có thể khép lại mùa giải 2023. 2024 trắng tay. Khi tại FA Cup vẫn còn đó Manchester City và một Chelsea đầy khao khát ở vòng bán kết. Nhìn chung, mùa giải 2023, 2024 được xem là mùa đáng quên với Eric ten Hag và các học trò. Những mục tiêu đề ra trước mùa giải của họ có vẻ đã sát tầm với. Trong thế khó, Man United hiện tại chỉ có duy nhất một khía cạnh đáng quan tâm là màn trình diện của các tài năng trẻ. Trong đó, Garnacho và Comimeno nổi lên như những viên ngọc sáng giá. Mùa này, ngoài Garnacho thi đấu bùng nổ, được xem là một trong những nhân tố gánh vác hàng công của quỷ đỏ. Thay thế cho Rashford, thì màn nội diện đầy mạnh mẽ của Mano cũng khiến truyền thông Anh Quốc chấn động. Theo Star Monday, các cầu thủ trẻ của Man United được trao nhiều cơ hội và số phút thi đấu ngoài Anh cao nhất mùa này. Cụ thể, 3.589 phút là khoảng thời gian mà Eric Ten Hag cho cơ hội cho các mầm non, trong khi Brighton là 3.301 phút, Burnley là 2.422 phút, hay Newcastle là 1.538 phút, là lượt xếp dưới quỷ đỏ ở chỉ số này. Nói vậy để thấy khía cạnh mà Ten Hag đang làm rất tốt tại Man United là sẵn sàng đưa bất kỳ một viên ngọc quý nào ra ánh sáng và trao thật nhiều cơ hội cho họ. Trường hợp rõ ràng nhất bộc lộ thông qua Ganacho và Mino có một sự thật không thể chối cãi từ ngày Erik ten Hag nắm quyền dẫn dắt MU, nhà cầm quân này đã sẵn sàng gạt bỏ bất kỳ công thần nào, chừa chỗ cho sự tiến bộ và khát khao chiến đấu của các tài năng trẻ. MU đã gặp nhiều khó khăn về mặt nhân sự, họ không giữ vững được phong độ và kết quả. Là về đích, có thể không đúng với kỳ vọng. Tuy nhiên mọi chuyện đều xảy ra hợp lý cho tiến trình phát triển của đội bóng và đủ thời gian cho những tài năng trẻ của câu lạc bộ sở hữu trong tay. Ganacho hay Comimeno là hai ví dụ điển hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.